Kỹ năng giao tiếp là công cụ quan trọng trong hành trình theo đuổi mục tiêu, dù là với gia đình, đồng nghiệp hay khách hàng của bạn. Tháng 7 năm 2014, IMES Farm đã xây dựng và triển khai thực hiện sổ tay văn hóa tại công ty. Bước đầu đã tạo được những hiệu ứng tích cực trong các hành vi giao tiếp ứng xử của cán bộ công nhân viên. Để những quy tắc ứng xử tại công ty thấm sâu vào tiềm thức, trở thành thói quen và được cán bộ công nhân viên thực hiện một cách thuần thục, cần một quá trình tự ý thức, tự điều chỉnh của mỗi người. Trong đó có những lỗi ứng xử dù nhỏ cũng cần lưu ý để không mắc phải, góp phần xây dựng môi trường văn hóa chung. Là uy tín với cuộc đời, là sức khỏe cho mọi người. Tự hào IMEX Farm. Sự cam kết ngay từ đầu là tri thức xây dựng đời, là chăm sóc cho cộng đồng. Tự hào IMEX Farm. Nơi đầm màu cánh sen hồng vẫn tỏa hương, cho dù qua bao ngày gian khó. Nghe ngày qua bao bàn tay đang dừng say, cho mai sau một niềm tin. Cùng chung ước mơ cho người, chung ước mơ cho đời, hãy xây đắp tình yêu cho sức khỏe mọi người. IMEX Farm, IMEX Farm, IMEX Farm. Chào hai em, buổi sáng tốt lành. Chào chị Ngọc, hôm nay tươi tắn quá nha. Tục ngữ có câu, lời chào cao hơn mâm cỗ. Quy tắc ứng xử văn hóa công ty cũng đề cập đến việc này. Hãy cởi mở, thân thiện chào hỏi mọi người khi đến công ty làm việc. Cử chỉ ấy tuy đơn giản nhưng rất quan trọng, giúp tạo động lực cho nhau để có một ngày làm việc hưng phấn, hiệu quả. Quản lý công việc bằng cách checklist để luôn đảm bảo không sót việc và những công việc quan trọng sẽ luôn được ưu tiên làm trước. Không, cho mấy ngàn xin nha. Dạ anh soi. Dạ để em lấy gì em ghi lại nha. Dạ dạ. Anh chờ em xíu. Dạ. Laminate 1 gram 10 thùng. Laminate 2. Chạy chút xíu mà mệt thiệt. Cảm ơn mọi Ngọc nha. Đến nơi làm việc trước 5 phút để có thể bắt đầu làm việc đúng thời gian và không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Việc chủ động chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp và đến phòng họp trước 5 phút để cuộc họp diễn ra thành công. Sự chuyên nghiệp chỉ đến với bạn khi bạn biết chuẩn bị và sắp xếp công việc.
Thưa các anh chị, hôm nay chúng ta sẽ họp để bàn về cái kết quả hoạt động kinh doanh của quý 3, đồng thời là cái phương hướng hoạt động của kinh doanh quý 4. Thì trước tiên tôi xin mời Ngọc sẽ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý 3. Câu từ có thể hoa mỹ, nhưng con số chính là các nhân tố thuyết phục và rõ ràng nhất. Vì vậy, hãy nói chuyện với nhau bằng con số. Dạ em nghe anh Lập ơi. Chiều nay nhậu nữa anh? Hôm qua mới nhậu rồi mà. Vậy anh ra quán mà năm trước đi nha. Chiều nay xong em ra. Dạ. Nghe điện thoại cũng là một điều cần lưu ý. Hãy điều chỉnh âm lượng vừa phải để Ngọc, không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Trong các cuộc họp, hãy tắt hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Theo tôi thấy á, thì anh em chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, cũng làm theo kế hoạch. Vậy các anh chị tôi cho tôi biết á, là tại sao chúng ta làm theo kế hoạch nhưng mà cái doanh số bán hàng quý 3 của chúng ta á, thì lại giảm sút. Thì tôi muốn biết cái nguyên nhân và giải pháp của các anh chị. Trước tiên á, thì tôi muốn chúng ta cần phải nhìn nhận cái vấn đề là cái doanh số mà giảm sút á, là do xuất phát từ chính cái bộ phận của mình. Hãy tập trung giải quyết vấn đề thay vì đổ lỗi cho nhau. Hãy thực hiện nguyên tắc số 2. Nguyên nhân đầu tiên của vấn đề là bạn cạnh tranh rất là khốc liệt cái thị trường OTC. Cho nên đó, là các anh chị xem và đề xuất cái giải pháp nào để mà thu hút cái khách hàng đạt doanh số quý 4. Đồng thời là chúng ta phải gánh thêm một phần của cái doanh số quý 3 mà chúng ta không đạt nữa. Em thấy rất là khó. Vì tình hình hiện nay mình phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mà mình phải bù đắp thêm cái phần thiếu hụt của quý 3, thì nếu mà hoàn thành được quý 4 thì rất là khó khả thi. Nhưng tất cả đều phải có giải pháp, không thể chỉ nói không rồi thôi. Đừng nói không, hãy cho tôi giải pháp. Theo em á, thì mình có thể tăng cường các hoạt động mà quảng cáo, tiếp thị. Ngoài ra thì mình sẽ mở các chương trình khuyến mãi, thì thông báo đến khách hàng là khi trong quý 4 này khách hàng mà đạt được cái doanh số quý thì chúng ta sẽ tặng phẩm cho khách hàng bằng quà hoặc là bằng vàng. Rồi định kỳ có thể là hàng quý hoặc là cuối năm thì mở cái chương trình quay số trúng thưởng chẳng hạn, thì lúc đó sẽ kích thích cái khách hàng của chúng ta. Đấy, khó khăn gì á thì cũng có các cái cách giải quyết. Vậy thì Ngọc phối hợp với lại phòng kế hoạch và xưởng sản xuất rồi lên một cái bản kế hoạch chi tiết trình cho tôi xem nha. Em là Ngọc, phòng hỗ trợ bán hàng. Hôm trước có liên hệ với hai anh. Em xin gửi anh card visit có lưu điện thoại và địa chỉ email của em ạ. Danh thiếp chính là chiếc cầu nối giúp khách hàng nhớ đến công ty của bạn và nhớ đến bạn trong nhiều giờ, nhiều tuần, thậm chí là trong nhiều năm. Và hãy nhớ trao danh thiếp cho khách hàng đúng cách và đúng mẫu quy định của Image Farm. Tôi rất là hài lòng về dịch vụ cũng như cái cách tiếp đón đồng hồ của các bạn. Hy vọng thì sắp tới chúng ta có thể hợp tác lâu dài.
Mỗi nhân viên IMES Farm là một đại diện cho IMES Farm đến với khách hàng bên ngoài. Vì vậy, bạn hãy luôn thể hiện phong cách tự tin, chuyên nghiệp để mang đến sự thân thiện và tôn trọng khách hàng. Sự cam kết ghi từ đầu là uy tín với cuộc đời, là sức khỏe cho mọi người. Tự hào IMES Farm. Sự cam kết ghi từ đầu là tri thức xây dựng đời, là chăm sóc cho cộng đồng. Tự hào IMES Farm. Nơi đầm màu cánh sen hồng vân tỏa hương. Những việc gì bạn có thể làm được trong hôm nay thì chớ đợi đến ngày mai. Nghe ngày qua bao bàn tay đang dừng say, cho mai sau một niềm tin. Cùng chung ước mơ cho người, chung ước mơ cho đời. Hãy xây đắp tình yêu cho sức khỏe mọi người. IMES Farm, sự cam kết ngay từ đầu. IMES Farm. Sự cam kết ghi từ đầu là uy tín với cuộc đời, là sức khỏe cho mọi người. Tự hào IMES Farm. Sự cam kết ghi từ đầu là tri thức xây dựng đời, là chăm sóc cho cộng đồng. Tự hào IMES Farm.